Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Bếp. Hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn vặt khá là lạ đó các bạn. Mình sẽ làm snack hành tây chiên giòn nha các bạn. Thì để làm cái món ăn vặt này thì mình sẽ chuẩn bị đây là 5 củ hành tây. Hành tây này là mình sử dụng hành tây Đà Lạt loại nhỏ thôi nha các bạn. Mình đừng có sử dụng cái củ hành to quá mình chiên nó sẽ không có ngon. Rồi kế đến là mình sử dụng ở đây là bột mì. Bột mì tí này nó sẽ đóng vai trò như là cái bột chiên giòn của mình nữa các bạn. Các bạn không có bột mì các bạn có thể sử dụng bột năng nè, hoặc là bột chiên giòn thì càng tốt luôn. Rồi một chút xíu sữa tươi. Sữa tươi này là mình sử dụng sữa tươi không đường nha các bạn. Rồi bột chiên xù nè, muối. Và cuối cùng là mình sử dụng đây là một quả trứng gà. Đó thì tại vì mình sử dụng ở đây chỉ có 5 củ hành tây thôi, cho nên mình sử dụng ít nguyên liệu. Còn các bạn mà làm nhiều thì mình sẽ tăng mấy cái khối lượng mấy cái này lên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Rồi bây giờ việc đầu tiên là các bạn mình sẽ sắc khoanh cái hành tây của mình ra nha. Mình sẽ sắc khoanh cho nó vừa ăn thôi. Đây, sắc chỗ này đi. Cái món ăn này nó lạ miệng mà nó cũng ngon lắm đó các bạn. Tí nữa là mình sẽ loại bỏ những cái khoanh nó quá mỏng nha các bạn. Chiên nó sẽ không có giòn và nó không ngon. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra mấy cái khoanh như thế này nè các bạn. Đó. Rồi những cái mà nhỏ quá như thế này nè, mình sẽ bỏ đi không sử dụng. Đó, tại vì mình sử dụng hành Đà Lạt cho nên nó nhỏ xíu vậy nè. Rồi tương tự là các bạn sẽ bóc hết ra luôn nha các bạn. Mình sẽ loại bỏ những cái lát nào mà nó quá mỏng đi. Rồi đây nè các bạn, đây là cái phần hành tây mình đã tách ra được hết những cái miếng như thế này nè. Đó, đó các bạn cứ làm những cái miếng vừa ăn như thế này thôi nha các bạn. Nếu bạn nào mình sợ cái hành tây này của mình nó bị hăng á, thì mình trước khi mình làm tiếp á, mình đem đi ngâm nước một chút xíu. Rồi nó sẽ bớt hăng đi nhiều các bạn. Còn đây mình sẽ không có ngâm nước nha, mình sẽ làm tiếp luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi trộn bột với các bạn. Mình trộn bột để một hồi mình lăn qua hành tây á. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng bột mì nha các bạn. Tiếp theo là nửa muỗng cà phê muối nè. Rồi sữa tươi. Mình sẽ cho vào đây khoảng 3 muỗng sữa tươi. Mình sẽ cho vào đây khoảng 4 muỗng sữa tươi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều cho cái chỗ trứng với bột này nó tan đều ra. Các bạn nhớ quậy cái này cho kỹ nha, để cho cái muối của mình nó tan đều ra hết, nó không có bị quấn cục. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cái món snack này nha các bạn. Đây. Đầu tiên là mình sẽ lấy một miếng hành này, mình sẽ nhúng qua cái chỗ trứng gà của mình với sữa tươi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng qua cái phần bột mì nha. Rồi phủ bột mì lên. Rồi mình sẽ được vậy nè các bạn. Đó, mình sẽ nhúng lại vào trong đây. Rồi mình sẽ phủ bột chiên xù lên. Rồi như vậy là mình được một miếng rồi nè các bạn. Mình sẽ để vào bên nha. Rồi mình sẽ tiếp tục làm cho hết cái phần còn lại này. Rồi đây là cái hành tây của mình nè các bạn. Mình đã tẩm qua bột mì và bột chiên xù rồi đây. Nhìn nó giống như mấy cái khoanh mực lắm các bạn. Đó bây giờ mình sẽ đem đi chiên nha. Rồi mình sẽ chiên cái này với nhiều dầu chút xíu nha các bạn, cho nó ngập cái miếng hành tây của mình á. Rồi dầu đã nóng lên rồi nè, bây giờ mình sẽ chiên thôi, mình sẽ cho vào đây. Đây, một miếng. Hai miếng. Ba miếng. Để mình chiên ngập dầu vậy luôn nè các bạn, mình sẽ không cần phải trở qua trở lại gì hết á, đỡ sợ cái bột của mình nó bị rơi ra nhiều á. Hành tây của mình nè các bạn, nó cũng nhỏ và nó mỏng à, cho nên nó sẽ rất là mau chín. Rồi bây giờ để mình xem coi cái mặt dưới nó vàng chưa nha. Ok rồi các bạn, bây giờ mình sẽ lấy cái đợt đầu tiên này ra và cho nó lên giấy thấm dầu. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem nha. Đấy, rất là giòn luôn các bạn. Rồi, mình sẽ tiếp tục chiên cho hết cái phần còn lại luôn nha các bạn.
Tại vì cái chảo của mình nó nhỏ, mình sử dụng cái chảo nhỏ cho nó ít dầu các bạn, để mình tiết kiệm dầu. Cho nên mình phải chia ra làm hai đợt. Đó, mình sẽ tiếp tục chiên về cho đến hết luôn nha các bạn. Để khi nào chiên xong này mình sẽ đem ra để mà review cho các bạn xem nha. Rồi đây là cái món snack hành tây chiên giòn nè các bạn. Nhìn mấy cái miếng hành tây chiên này của mình nè, đó, nó giống y chang như cái miếng mực ống chiên luôn các bạn. Cái món này nè các bạn ăn rất là giòn luôn, và các bạn yên tâm nha, không có nghe mùi hành tây đâu. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nha các bạn. Nếu các bạn thích video clip này thì các bạn hãy like và share video giúp mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Xin chào các bạn.